Lễ hội pháo hoa, đặc sản của thành phố Đà Nẵng luôn thu hút hàng vạn khán giả đổ ra hai bên bờ sông Hàn để chiêm ngưỡng mỗi đêm thi. Và cùng với đó, một lượng rác khủng bị thải ra môi trường bởi những người thiếu ý thức. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít người để lại hình ảnh đẹp khi nán lại dọn vệ sinh, thu gom rác sau khi đêm pháo hoa kết thúc. Khu vực vỉa hè đường Bạch Đằng, ngay gần trường địa pháo hoa, là một trong những địa điểm xem pháo hoa thoáng rộng và miễn phí, thường tập trung rất đông người dân và du khách. Trong khi nhiều người chọn cách mang theo đồ ăn, thức uống để thưởng thức cùng pháo hoa, thì không ít người lại mang theo đồ nghề để thu gom rác như thế này. Lễ hội pháo hoa này nè, là tối nào cũng cùng với tổ dân phố, cùng với đoàn thể, tới đây coi như đóng góp sức nhỏ của mình để cho các nơi về tham dự để thấy là một cái thành phố thân thiện, xanh sạch đẹp. Con ở đây vào lúc 7 giờ, con đã tham gia thu gom rác tài nguyên, vừa mệt vừa mỏi chân nhưng rất vui vì đã bảo vệ đường phố sạch đẹp. Sau khi kết thúc mỗi đêm thi, hàng trăm người dân và lực lượng chức năng của các phường, các tổ dân phố lại cùng nhau tham gia quét dọn, thu gom rác thải. Chỉ sau khoảng 1 giờ đồng hồ, những đoạn vỉa hè, lòng đường đã không còn những túi ni lông, vỏ chai, hộp xốp mà người xem pháo hoa bỏ lại. Cái lễ hội này là số lượng người dân đến thăm và xem rất là đông, mà cái số lượng rác thì thải ra rất là nhiều, nhưng mà với một thời gian rất là ngắn thì các cùng toàn thể người dân và các lực lượng chức năng, ví dụ các chú công an, là đến dọn vệ sinh rất là nhanh và sạch. Rác thải, vệ sinh môi trường luôn là vấn đề nan giải tại các lễ hội tập trung đông người. Trong khi ý thức của một bộ phận người tham gia lễ hội chưa cao, thì việc cộng đồng người dân chung tay thu gom rác thải, hỗ trợ lực lượng công nhân vệ sinh môi trường là hình ảnh đẹp của mỗi mùa lễ hội pháo hoa Đà Nẵng.